Tối ngày 17 tháng 9 năm 2024, nhằm ngày 15 tháng 8 năm Giáp Thìn, Chùa Hoằng Pháp tổ chức chương trình văn nghệ, đêm hội trăng rằm, hàng ngàn bé thiếu nhi và quý phụ huynh về tham dự. Khai mạc chương trình, Đại Đức Thích Tâm Trường, trụ trì Chùa Hoằng Pháp có đôi lời thăm hỏi và chúc an lành đến các em nhỏ và quý phụ huynh. Qua Tết Thiếu Nhi, chúng ta học được một bài học ý nghĩa cho mình, đó chính là trân quý những giá trị hiện tại. Bởi vì một khi tuổi thơ của chúng ta đã qua rồi, chúng ta lại đánh mất, chúng ta không có cơ hội trải nghiệm. Bây giờ, đối với các em, chúng ta ước muốn được trở về với tuổi thơ, nhưng thời gian nó cứ trôi đi, cho dù chúng ta ước muốn trở lại cũng không thể nào được. Một lần nữa, xin cảm ơn quý phụ huynh cùng các em thiếu nhi đã dành thời gian về chùa tham dự chương trình văn nghệ đêm hội trăng rằm tối hôm nay, cũng như cảm ơn các anh chị nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên hài và tất cả các tiết mục, những người thực hiện chương trình trong tối hôm nay. Cảm ơn những người hậu cần, diễn viên, cũng như là á hậu, MC, những người hậu cần đã tất bật, rồi những chị Hằng, chú Cụi sẽ đem đến những phần quà tối hôm nay cho tất cả các bạn. Chúc cho chương trình văn nghệ của chúng ta tối hôm nay được thành công viên mãn. Và bây giờ chương trình xin được phép bắt đầu. Trung thu dưới mái chùa, ngoài mục đích tạo sân chơi bổ ích, tôn vinh nét đẹp văn hóa lễ hội truyền thống dân tộc, các bé thiếu nhi cùng được thưởng thức những tiết mục văn nghệ, ảo thuật, võ thuật, cùng giao lưu với chị Hằng, chú Cụi, các anh chị nghệ sĩ, ca sĩ. Đây còn là cơ hội để các em nhỏ gần gũi Tam Bảo và gieo duyên lành trong Phật Pháp, tiếp thêm niềm tin, vững bước trên con đường hạnh phúc. Dịp này, chùa đã gửi tặng hơn 3.000 phần quà cho các em thiếu nhi về tham dự, thay lời cầu chúc người thân và gia đình an lành, hạnh phúc trong mùa trăng này. Mỗi phần quà gồm có một chiếc lồng đèn, một bánh trung thu, một bịch bim bim, một quyển truyện tranh do Hòa Thượng Thích Chân Tính biên soạn. Một hôm trăng ở trên cao, băng mây là đà chiếu soi mặt hồ. Trời thu giấc ngủ chiêm bao, hoa thân chùa Cuội yêu thầm hằng ngày. Cuộc đời này đôi khi thấy chán nên muốn được thanh tiên bay khắp nơi trên trời. Không còn lo ngày mai ra sao, đến ngày dòng chơi ta ở trên cao.